tử vi tuổi Canh Tuất 1970 tháng 1 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, tính cách đặc trưng của những người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 là cực kỳ trung thành, thông minh và giỏi chịu đựng. Hầu hết người tuổi Canh Tuất đều nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích. Nhưng bản chất những người này lại khá nóng nảy và cứng đầu. Chỉ cần họ biết tiết chế thì việc thăng tiến trong sự nghiệp là chuyện không khó. Dù họ làm bất cứ điều gì cũng đều đạt được những thành tựu nhất định. Bước sang tháng 1 năm Tân Sửu 2021 âm lịch tạo nên cục diện tam hợp, bản mệnh được nâng đỡ, che chở rất nhiều. Vậy thì quy luật ngũ hành, tử vi các hung của những gia chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị hãy nghe những lời khuyên của các chuyên gia phong thủy hàng đầu của Hiệp hội Phong thủy trong video ngay sau đây. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Bài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 1 âm lịch. Tháng 1 được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 29 tháng 1 âm lịch, tức ngày 12 tháng 2 đến ngày 12 tháng 3 dương lịch. Tháng Canh Dần có nạp âm là Tùng Bách Mộc, tháng Dần lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hỏa cục. Xung thân, hình tị, hại tị, phá hợi, tuổi Dậu. Đối với những người tuổi Canh Tuất trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 2 tháng 1, tức ngày 13 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thìn. Thứ hai là ngày âm lịch 14 tháng 1, tức ngày 25 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thìn. Thứ ba là ngày âm lịch 26 tháng 1, tức mùng 9 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thìn. Đây là ba ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Canh Tuất trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu. Thứ nhất là ngày âm lịch 13 tháng 1, tức ngày 24 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mão, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Thứ hai là ngày âm lịch 25 tháng 1, tức ngày 8 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mão, có nạp âm là Đại Khí Thủy. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Canh Tuất 1970 trong tháng 1 âm lịch. Vào tháng 1 âm lịch, tuổi Canh Tuất sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của tuổi Canh Tuất sẽ tương đối ổn định, các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của bạn. Vì vậy tháng này, sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Canh Dương Kim gặp Tuất Dương Thổ nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí. Nên trong tháng này, các gia chủ tuổi Canh Tuất cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Hơn nữa, hầu hết những gia chủ tuổi Canh Tuất vốn là người thông minh và giỏi chịu đựng, cho nên hầu hết người tuổi Canh Tuất đều nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích. Nhưng bản chất họ lại khá nóng nảy và cứng đầu.
chỉ cần họ biết tiết chế thì việc thăng tiến trong sự nghiệp là chuyện không khó. Dù họ làm trong bất cứ điều gì cũng đều đạt được những thành tựu nhất định. Trong tháng này, các gia chủ Canh Tuất sẽ cần chú ý ngày âm lịch 14 tháng 1, tức ngày 25 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thìn. Đây là ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Vậy nên, để may mắn và thuận lợi hơn, những gia chủ tuổi Canh Tuất nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Sự nghiệp của tuổi Canh Tuất. Trong tháng 1 âm lịch, tử vi nhắc nhở tuổi Canh Tuất cần phải thận trọng, kẻo gặp tai họa tiểu nhân. Công việc đang trên đà tiến triển tốt, vì thế mà có thể bị nhiều kẻ xấu nhòm ngó. Tuổi Canh Tuất sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của tuổi Canh Tuất sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của bạn. Vì vậy năm nay, sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Do sự nghiệp của bản mệnh có những bước tiến triển rõ ràng trong khoảng thời gian đầu tháng, cho nên bạn sẽ phải tham gia vào các buổi tiệc tùng, tụ tập. Vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để chất lượng ảnh hưởng tới công việc. Ngoài ra, bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan thiếu chỉnh chu trong công việc. Nếu không, sẽ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí của mình. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Canh Tuất nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm có giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Tài lộc của tuổi Canh Tuất. Xem tử vi tháng 1 âm lịch, tuổi Canh Tuất không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Người tuổi Canh Tuất có thể gặp may mắn về tài lộc. Sự phát triển ổn định của sự nghiệp sẽ mang lại cho bạn may mắn và khoản đầu tư bạn thực hiện sẽ được đền đáp. Nhưng đừng ngông cuồng và lãng phí, vì bạn có thể có một khoản chi tiêu lớn trong năm nay để mua một ngôi nhà hoặc một cái gì đó khác. Thời điểm này, cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để thời cơ trôi đi một cách quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Ngoài ra, bản mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ. Thậm chí, bạn có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Cho đi là nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức, sẽ lợi bất cập hại. Để thành công và thuận lợi, những gia chủ tuổi Canh Tuất cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, hộ thân, tam giác khai vận, sân, ngọ, tuất của kênh phong thủy Gia Cát. Vật phẩm này được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng là vật phẩm hộ thân, chiêu ký nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ may mắn trong việc kích tình duyên, tài lộc, tình cảm và xa đạo. Chuyện tình cảm của người tuổi Canh Tuất trong tháng 1 âm lịch có dấu hiệu phát triển khá tốt đẹp. Người độc thân chinh phục được ánh mắt của bạn khác giới trong những buổi tụ tập, bạn bè nhờ bản tính cởi mở và hái hước của mình. Bản mệnh sẽ quen được những người bạn chân thành, có cơ hội tìm được người như ý muốn. Tuy nhiên, với những người tuổi Canh Tuất đã có gia đình thì cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời. Trong tháng 1 âm lịch này, gia đình bạn cũng sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái là người chủ gia đình. Hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng, thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Để tăng cường vận khí và giúp con đường tình duyên của mình được hanh thông, rộng mở, quý gia chủ tuổi Canh Tuất nhớ mang bên mình vòng tam giác khai vận giúp chiêu quý nhân, giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho những người độc thân. Sức khỏe. Những người sinh năm 1970 có sức khỏe tốt trong tháng 1 âm lịch. Sự nghiệp trôi chảy, cảm xúc ổn định và tập thể dục thường xuyên sẽ góp phần giúp sức khỏe của bạn được tốt hơn. Nhưng bạn phải tránh xa rượu và thuốc lá. Năm nay, sự giao thiệp xã hội gia tăng có thể yêu cầu bạn uống rượu và hút thuốc nhiều hơn.
Cho dù sức khỏe của bạn tốt đến đâu, hút thuốc và uống rượu quá nhiều có thể phá vỡ cơ thể. Vì vậy, tốt hơn hết nên cắt đứt hoặc giảm dần giao tiếp xã hội và chăm sóc cơ thể tốt hơn. Ngoài ra, gia chủ tuổi Canh Tuất nên đem theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận, dần, ngọ, tuất của kênh phong thủy Gia Cát để đem lại sức khỏe và sự bình an trong tâm thức. Trên đây, kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ đến anh chị và các bạn vận trình tử vi tuổi Canh Tuất trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu. Mọi phương diện đều khá tốt, nhưng gia chủ tuổi Canh Tuất cần chú ý đến việc cân đối chi tiêu và có khoản tiền dự trữ. Để may mắn thành công, các gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp cùng sự chất lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.